Các bạn đã xem video trên kênh YouTube hoặc là Facebook của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và trong không khí hân hoan đón Tết, nhà nhà người người nói về AI hay là AI, tức là trí tuệ thông minh nhân tạo. Tết vừa rồi thì chúng ta thấy là bùng nổ, đúng không ạ? Ám ảnh về cái công cụ chat GPT. Vâng, thế thì hôm nay Phan Anh làm một cái video này để giới thiệu với anh chị các bạn là một số những cái AI app hoặc là web phục vụ cho công việc cập nhật năm 2023. Thực ra thì trước đây thì cũng đã sử dụng, chúng ta đã sử dụng ít nhiều một số những cái công cụ AI nào đó. Chẳng qua đợt vừa rồi là nó bùng nổ cái con GPT này nên là chúng ta thấy là cảm giác như là chúng ta là người tối cổ ấy, nhưng thực tế thì không phải đâu. Chúng ta đã sử dụng khá nhiều rồi. Vâng, thì tôi sẽ tổng hợp với một số cái công cụ và phần mềm để phục vụ cho các bạn trong công việc. Thứ nhất ở đây là AI để lấy ý tưởng và các nội dung, đặc biệt là chuẩn bị cho viết bài SEO web hay là chúng ta lấy các ý tưởng. Thì có lẽ là con ChatGPT là con mà không thể nào mà không giới thiệu đến. Nó rất là đỉnh cao, đúng không? Vâng, thế thì đăng ký cái con ChatGPT này nó sẽ hơi phức tạp một chút. Thì chúng ta sẽ vào địa chỉ openai.com và chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn. Tuy nhiên thì thị trường Việt Nam chưa được sử dụng cái con này, cho nên là chúng ta sẽ phải hàng fake nhái một chút để mà chúng ta có thể sử dụng được cái con tài khoản này. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có tài khoản là chúng ta đăng nhập vào đây thì nó ở địa chỉ là chat.openai.com. Đấy, và hôm qua thì tôi có nói chuyện với nó, đúng không ạ? Vâng. Ở đây thì ví dụ như là hỏi nó là alo, nó hello, how can I help you today? Tôi mới hỏi nó là can you speak Vietnamese? Nó bảo là yes, I can understand and generate text in Vietnamese. How can I assist you in Vietnamese? Rồi, thế tôi mới hỏi nó là đánh giá về công ty PA Marketing của thầy Văn Anh như nào? Đấy, thì nó bảo là nó không có thông tin, đúng không ạ? Đấy, và nó chỉ là một mô đồ ngôn ngữ để huấn luyện thôi. Và không có khả năng đánh giá một công ty hoặc một sản phẩm. Cái cách trả lời của OpenAI ChatGPT khá là thông minh và khá là thận trọng. Đấy, thông thường các bạn đặt những câu hỏi mà mang tính cảm nhận của con người thì ChatGPT sẽ không trả lời, từ chối trả lời và trả lời rất khéo. Đấy. Ví dụ như là câu hỏi là bạn có nên bán hàng trên TikTok hay không? Bởi vì thầy Phan Anh có một khóa học bán hàng trên TikTok, chạy quảng cáo TikTok, TikTok Shop, TikTok Livestream, TikTok Ads, vân vân. Thế thì nó viết thì cũng khá là hay. Đấy. Và một bạn đã hỏi tôi là thế thì bây giờ nếu mà viết bài cho SEO web thì dùng ChatGPT có được không? Thì tôi bảo là hoàn toàn được. Nhưng mà cái cách mà mình viết ấy, là mình nên đặt 2, 3, 4 câu hỏi. Đấy. Sau đó mỗi một câu hỏi mình copy một đoạn, mỗi câu hỏi mình copy một đoạn là mình hình thành lên một cái bài viết khoảng 1.000 đến 1.500 từ. Đó. Đấy. Thế tôi, vì tôi là giảng viên của một trường đại học nên tôi mới hỏi nó là có nên thi vào cái trường đó không? Thế thì nó trả lời là tùy thuộc vào mục tiêu của bạn, đúng không ạ, và nộp hồ sơ cho một trường đại học có thể phù hợp với mục tiêu đó hay không, vân vân. Đấy, tuy nhiên là cần phải tìm hiểu kỹ về chương trình. Cách trả lời rất là thông minh. Đấy, khá là thông minh. Rồi, tôi có hỏi xếp hạng về một trường đại học thì họ nói là nó không có thông tin. Vâng. Tôi lại hỏi trêu nó một câu là thế vợ tôi có ngoại tình không, thế thì nó cũng trả lời là nó không thể biết được cái tình cảm. Thì qua quá trình chat với nó vài lần thì tôi phát hiện ra rằng là chúng ta nên hỏi những cái thông tin chung, đúng không ạ? Ví dụ như thời tiết, thí dụ như là kinh doanh như thế nào, ví dụ bán hàng ra làm sao, làm thế nào để tư vấn, làm thế nào để chốt đơn, thì nó sẽ lấy những cái dữ liệu ở trên mạng và nó sẽ sắp xếp lại, tư duy lại và nó sẽ cho mình một câu trả lời cũng khá là tốt. Đấy. Tôi có hỏi là tăng doanh số cho một cái nhà hàng kiểu Nhật bằng cách nào? Thì nó hướng dẫn tôi khoảng 5 cái lời tư vấn này và tôi đánh giá là những lời tư vấn này là hoàn toàn hợp lý. Tất nhiên nó chỉ chung, nó không quá sâu, nó không nói được chi tiết là phải làm gì đối với nhà hàng Nhật rồi phải marketing như thế nào, nhưng mà nó đưa ra những cái lời khuyên mang tính chung như vậy cũng khá là chính xác. Thế thì mình chỉ cần hỏi khoảng 3-4 câu, mình copy như này, thế là mình đưa vào nó thành một cái bài viết trên website. Thì cũng khá là hay. Thực ra trước ChatGPT thì cũng có rất nhiều công cụ chat, chứ không phải chỉ có một công cụ này. Thế nhưng mà công cụ này nó có hỗ trợ tiếng Việt và nó rất là thông minh, nó rất là
có vẻ gần nhất với cái tư duy về ngôn ngữ của con người, cho nên là nó bùng nổ khủng khiếp đúng không ạ? Trong vòng có 40 ngày thôi mà đã hơn 100 triệu tài khoản đăng nhập và sử dụng tạo tài khoản trên GPT-Chat của OpenAI. Vâng, thế tôi mới hỏi nó là viết cho tao một bài thơ định vợ xem nào. Thế thì nó viết một cái bài thơ và cũng khá là trúc trắc nhưng mà cũng cũng thú vị, và cũng thú vị ít nhất là mình có thể có cái bài này sau đó mình sửa đi cho nó giống người hơn, cho nó giống nhà thơ hơn. Như tôi đánh giá là các bạn lên trên mạng, các bạn thấy rất nhiều các câu hỏi của nó, của những người dùng khác cho nó, thì đánh giá là ChatGPT là một công cụ tư duy về ngôn ngữ đấy, và có thể cho mình rất nhiều các ý tưởng và nội dung để viết bài, để đăng bài trên các nền tảng như website, mạng xã hội, Facebook đúng không ạ, hay là ý tưởng về YouTube, TikTok vân vân. Tôi nghĩ là rất tuyệt vời. Đấy, nhiệm vụ các bạn là tạo một tài khoản và sử dụng. Sau này thì kiểu gì nó cũng sẽ thu phí thôi. Thông thường các phần mềm nó sẽ thu phí. Tôi cũng khá là thích cái phần mềm đấy là con Jasper. Vâng, Jasper.ai đấy ạ. Jasper.ai thì con này nó cũng chuyên để làm content đúng không ạ? Các bạn để ý cái định nghĩa của nó. Cái định nghĩa của nó là AI content đấy, create amazing web content, love letters đúng không ạ? Caption, video script đúng không ạ? The blog post, art and image đấy, marketing copy, sales email, sell content, Facebook ad đấy, nó rất là nhiều. Đấy. Nhưng mà nó có hai, con này nó có hai nhược điểm. Con này có hai nhược điểm là phí rất cao và không có miễn phí, không có dùng thử. Tôi đã vào đây dùng thử rồi thì nó đòi phí. Con này là đây ạ, gói này nó khoảng độ 82 đô một tháng. Đấy. Và không có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Nó hiện nay nó có hỗ trợ 26 ngôn ngữ nhưng mà nó không hỗ trợ ngôn ngữ, chưa hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy, thì nếu mà để mà nói mà recommend về cái con AI về content marketing thì tôi recommend con Jasper này. Nếu mà các anh chị và các bạn là người nước ngoài, người Việt sống ở nước ngoài, hoặc là tiếng Anh của mình tốt, hoặc là khách hàng của mình ở thị trường nước ngoài sử dụng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ quốc tế khác, thì chắc chắn là nên cân nhắc sử dụng con Jasper này. Một tháng mình trả khoảng 80 đô thì cũng tương đương khoảng triệu 7, triệu 8 thì cũng không phải là con số quá lớn đúng không ạ, mà với cái khả năng nó tạo ra cho mình rất là nhiều những cái công nghệ và rất nhiều sự thứ thú vị. Đấy. Có thể tạo được long content này, cái nội dung dài này. Đấy, cho phép mà nhập dữ liệu đầu vào này. Đấy, hỗ trợ ở đây rất nhiều ngôn ngữ đây. Đấy, 29 ngôn ngữ này. Đấy, có tích hợp Chrome extension này. Đấy, xuất thành các file để chỉnh sửa này. Đấy, có hỗ trợ này, đấy, có quá trình sale vân vân này, đấy, rất là nhiều đúng không ạ, rất là nhiều. Tôi nghĩ là xứng đáng để chúng ta thử. Nếu mà chat ngoài con GPT ra thì đây là con Jasper, các bạn có thể quan tâm con này. Ok, đấy là cái nhóm thứ nhất là nhóm ý tưởng và nội dung cho marketing, cho kinh doanh, cho content đều được. Thứ hai là nhóm AI chuyển văn bản thành giọng nói. Chuyển văn bản thành giọng nói tức là mình đưa một cái bản Word lên, bản PDF lên, nó sẽ nói cho mình. Ví dụ như mình làm video phim hoạt hình, mình làm video lồng tiếng đúng không ạ, thì ở Việt Nam chúng ta có con của FPT. Đấy, FPT. Nhưng mà các bạn lưu ý là hầu hết tất cả những con này thì đều sẽ phải trả phí. Thường nó chỉ cho dùng miễn phí một chút xíu xíu thôi. Đấy. Thì đây là chúng ta có thể vào FPT. AI hay là fpt.dot.ai đấy, tiếng Anh đấy. Đấy, thì chúng ta có thể up file lên và chúng ta sử dụng. Đấy, là chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt. Ví dụ như là mình có một cuốn sách, mình muốn đọc audiobook đúng không ạ? Đấy, thì mình vứt ở đây nó sẽ đọc luôn cho mình. Đấy, nhưng mà mình phải trả tiền, mình phải trả tiền đúng không ạ? Ok, đây là con này cũng là một con rất là hay. Tiếp theo cũng có một con nữa là con Nota.ai. Vâng. Nota.ai đây. Where text miss voice you talk we type. Con này thì là mình nói thì nó sẽ ra văn bản. Thực ra nếu mà nói ra văn bản ấy, tức là voice to text thì con này không không có gì đặc biệt.
Đấy. Thì hầu hết các cái tính năng và voice to text và text to voice bây giờ khá là nhiều. Tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem trên MacBook của tôi là đã có sẵn con đấy. Thực ra nó có sẵn phần mềm đấy luôn chứ không cần phải dùng. Vâng, đây ạ, ví dụ như thế này. Xin chào tất cả các bạn. Chấm, chúc các bạn một buổi chiều tốt lành. Chấm, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của thầy Phan Anh. Chấm, nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu nào hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phải tư vấn, triển khai các hoạt động kinh doanh và marketing online, xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Chấm, xin cảm ơn. Vâng, như tôi đã chứng minh cho các bạn rằng là nếu mà voice to text thì hầu hết như là Google đều có, Microsoft đều có và Apple đều có. Không phải là những cái đội khác mới mạnh đâu, mà những cái công ty này mới là những công ty mạnh. Đấy, những cái con của nó tích hợp sẵn trong máy. Các bạn sử dụng iPhone thì các bạn cũng có thể sử dụng tính năng này. Tôi dùng MacBook, tôi sử dụng tính năng này trong một số trường hợp rất là ok. Đấy là voice to text đúng không? Rồi, tiếp theo là chúng ta có thể sử dụng các cái AI để chỉnh sửa hình ảnh. Thì hiện nay thì có rất nhiều các cái phần mềm hoặc là AI tuyệt đối hoặc là AI một phần. Thí dụ như là ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh Canva, cũng là một cái phần mềm mà có cái tính năng sử dụng chỉnh sửa hình ảnh cũng khá thông minh, mặc dù cũng chưa AI nhiều lắm, chưa AI nhiều lắm, nhưng mà ví dụ như là nó bóc nền rồi nó ghép rồi nó làm các thứ rất là tốt. Đấy, ví dụ như tôi hay sử dụng thiết kế cho web rồi thiết kế cho YouTube thì tôi sử dụng Canva. Vâng, Canva thì có mặt thị trường Việt Nam khoảng 7-8 năm nay rồi, và tôi cũng là một trong những người tiên phong giới thiệu cái công cụ này tại thị trường Việt Nam cho học viên của mình rất là sớm. Đấy, thì nó có sẵn các cái mẫu biểu hay còn gọi là template. Đấy, xong đó nó có sẵn các thành phần. Đấy, thế sau đó thì những cái tính năng cơ bản là nó có, ví dụ như tách nền, chỉnh sửa, mịn da, đẹp da gì đấy. Đấy, xong xuất file, nói chung là rất là tiện. Thế thì mình cũng kết hợp thêm với những cái con, hiện nay thì ví dụ tôi thấy cái con Evoto, phần mềm Evoto. Đấy, thì con này nó cũng cho mình sử dụng miễn phí 5 ảnh đầu tiên cho một account. Đó. Thì Evoto là một phần mềm chuyên để chỉnh sửa ảnh, nhưng mà hướng tới việc chỉnh sửa khuôn mặt. Hướng tới chỉnh sửa khuôn mặt. Đấy. Ví dụ như là mình chụp một cái ảnh chân dung để mình post lên Facebook hoặc là Instagram ấy, hay là Zalo đúng không ạ? Thì mình sử dụng Evoto hoặc là FaceApp rất là ok. Đấy. Thí dụ như là tôi có thể biểu diễn cho các bạn xem ở đây. Đây là cái ảnh của tôi. Thì nó cũng hơi 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 sexy một chút đúng không? Đấy. Thế thì ví dụ như là các bạn có thể nhìn đây, chẳng hạn bạn có thể chọn là nhân vật nam này, nhân vật nữ này, hay trẻ con này. Ví dụ như là tôi muốn chỉnh cái mặt tôi là nam trong cái ảnh này, tôi muốn thay cái lông mày, tôi thí dụ như vậy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy, bạn chọn cái lông mày vào đây, nó sẽ khác đi một chút. Đấy. Hay là ví dụ như là bạn muốn đấy, các bạn có nhìn thấy không ạ? Nó biến đổi đấy ạ. Đấy. Ví dụ thôi, đây là tôi đang nói ví dụ như bạn muốn mắt đúng không ạ? Mắt đẹp hơn. Hay là bạn muốn make up đậm hơn. Hay là bạn muốn rất nhiều đúng không ạ? Cái này nó chuyên chuyên tức là như tôi đã nói, nó là một cái app chỉnh sửa ảnh AI. Mình không cần phải làm gì, mình chỉ kéo 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 thôi. Đấy. Màu màu da trông nó đậm hơn chẳng hạn, nâu hơn chẳng hạn. Và tất nhiên là trông thế này thì chắc là bọn Tây nó mới thích, chứ còn Việt Nam thì thích trắng đúng không ạ? Vâng, đấy, thấy chưa? Trắng tinh như ngọc trinh. Rồi. Hoặc là môi đúng không ạ? Các bạn muốn chuyên về môi thì bạn sẽ chọn đến. Nó ở đây nó có răng này, có tóc này. Đấy, rồi thì có
trang điểm này, rồi tôi có lông mày, lông mi này, rất là nhiều. Tương tự như vậy, chẳng hạn tôi muốn chỉnh sửa nhân vật nữ trong cái bức ảnh này của tôi, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi có thể là đây, đấy, cứ kéo thế này thôi các bạn ạ, rất là nhanh. Đấy. Tuy nhiên thì như tôi đã nói là tất cả những cái phần mềm này đều là phần mềm phải trả phí. Hiện nay thì thằng Evoto này nó cho mình sử dụng miễn phí 5 ảnh đầu tiên, 5 ảnh đầu tiên. Đấy, thì chuyển cái ảnh này sang này cho nó đỡ 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 sexy đúng không ạ? Và đây thì ví dụ như ảnh này của tôi chụp ở bên Mỹ đây, Apple Park chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ làm cái gì? Đấy. Skin. Đấy, thì trông nó sáng hơn hẳn đúng không ạ? Trông nó sáng hơn hẳn. Mà mình chẳng cần phải Photoshop ngồi chọn chọn vùng làm gì rất là mệt. Nó chỉnh cho mình hết. Nách này, cổ này. Nó chia rất nhỏ. Nó chia rất nhỏ ra nha. Cái khuôn mặt của mình nó tập trung, cái phần mềm này nó tập trung vào chỉnh sửa khuôn mặt từ lông mày, lông mi cho đến trang điểm cho đến nếp nhăn cho đến tô môi cho đến nếp nhăn cổ vân vân, da xẻ ánh sáng. Thì đây là một phần mềm khá là tốt, evoto.ai, các bạn có thể xem tham khảo thêm. Và auto enhance, và đây là một cái phần mềm mà chuyên thay nền. Phần mềm này khá thú vị, chuyên thay nền. Ví dụ như là bạn mà chụp ngoài trời ấy, nếu bạn chụp ngoài trời thì bạn nên dùng phần mềm này. Đấy, thì đấy các bạn để ý rằng mình chụp vào một hôm trời mưa, trời nó xám xịt như này, thế nhưng mà mình đẩy qua con auto enhance này thì nó sẽ tách nền trời ra và nó sẽ cho mây sáng choang vào cho mình. Đấy, thì con này nó chỉ được mỗi cái tính năng đấy thôi. Đấy, tôi đã thử rồi, nó không được nhiều tính năng lắm nhưng cũng cũng hay. Đấy, chuyên tăng sáng và thay nền. Đây. Đấy, thí dụ như là lúc trước tôi đã dùng thử một cái của tôi. Đấy, tôi không setting. Đấy, nó có như tôi đã nói là nó tự động chỉnh sửa ngoài trời. Và máy tính công việc nên là cũng hơi ít ảnh một chút. Với lại trên MacBook thì nó quản lý ít ảnh ở trong photo các bạn ạ. Ok đây. Ví dụ như là tôi có một cái bức ảnh tôi chụp bên Mỹ như thế này. Đấy, tôi đưa lên. Đấy. Sau đó thì nó sẽ enhance, tức là nó sẽ làm tăng cường. Và cái điều rất là buồn cười đấy là nó đã bóc cái nền logo của Facebook và nó thay thành mây trời. Trong trường hợp này thì AI có vẻ nhận nhận diện hơi bị sai một chút. Đấy. Các bạn nhìn thấy, thực ra đây là cái background của Facebook ở số 1 đường Hacker Way, trụ sở của Facebook ở Silicon Valley. Thì bây giờ nó nhận ra đây là cái nền trời, thế là nó thay vào cũng thú vị, cũng tạo ra được một bức ảnh mới, nhưng thực ra bức ảnh này nó không đúng lắm. Sau đó mình download về là mình sẽ được một cái bức ảnh mà mình không cần phải chỉnh sửa gì cả. Ngày nay thì chúng ta có thể kết hợp hoặc là Face App, như tôi đã nói là Face App cũng là một cái app rất mạnh để chỉnh sửa khuôn mặt bằng AI. Đấy, chỉnh sửa khuôn mặt bằng AI rất mạnh. Vâng. Rất đẹp đúng không ạ? Làm mịn rồi thêm cái nọ thêm kia. Con này còn thậm chí là còn mạnh hơn con Evoto. Đó. Và Canva thì tôi đã giới thiệu rồi. Ok, tiếp tục đến AI vẽ tranh. Vừa rồi Tết thì chúng ta thấy có rất nhiều tranh con mèo.
thì tranh đấy được vẽ bằng AI, bằng phần mềm. Thế thì trên thị trường hiện nay cũng có một con, đây là các bạn tìm nha, các bạn search là AI painting, thì con này là con Starry đấy. Starry AI được chưa? Thí dụ như là mình có thể nhập đây, mình nhập vào đây, cái cách mình làm là mình nhập, mình chọn loại AI là cái gì. Đấy. Sau mình nhập vào đây, thí dụ như là mình muốn nhập là làm một cái chủ đề gì đó nhỉ? Cat. Queen Cat này. Style mình chọn đi. Mình chọn một cái style nào đây, ví dụ đây cái style kiểu này đi. Low poly. Ok. Sau đó thì mình bấm, mình có thể up một con mèo thật lên đây. Mình có thể up một con mèo thật lên để từ đó mình để cho nó học, đúng không ạ? Ví dụ mình thích con mèo này, đây là giả sử thôi, đúng không ạ? Mình thích con mèo như thế này, mình đưa vào đây. Đó, xong mình bấm create hoặc là creating, tạo đấy. Đấy, và cái tài khoản như tôi đã nói là tài khoản này tôi đang sử dụng và có 5 bức hình miễn phí, thì tôi đã sử dụng hết hai, chỉ còn 3 thôi. Đấy, lúc trước tôi đã tạo ra một con mèo như này và bây giờ tôi đã tạo ra một con mèo như này. Đó. Thế thì ví dụ như là mình thấy con này không đẹp thì mình phải chọn cái nguồn một cái con khác mình đưa lên. Đấy. Mình chọn cái con khác, nguồn con khác mình đưa lên. Cái con ấy không đẹp, đúng không? Đấy, như tôi đã sử dụng cái con này. Đấy. Thế là như vậy mình cũng không cần phải làm gì cả, mình đưa lên, mình có thể đưa ảnh của mình, đưa ảnh của cửa hàng, đưa ảnh của sản phẩm và nó sẽ biến đổi rất là thú vị. Đấy gọi là AI painting. Ok. Và trợ lý ảo, đúng không ạ? Thì chúng ta có trợ lý ảo của Google, trợ lý ảo của Apple, trợ lý ảo của Microsoft, trợ lý ảo của Amazon. Đấy, thì Siri chính là cái con mà chúng ta hay sử dụng trên điện thoại iPhone, máy tính, MacBook. Cortana thì là cái con ở trên hệ điều hành Windows. Alexa của hãng Amazon và Google nữa. Đấy, thì tôi không nhớ tên cái con trợ lý ảo của Google. Trợ lý ảo Google thì nó tên là gì ta? Nên nó gọi Google Assistant. Đó. Và nhưng không đặt tên. À, bây giờ tôi sẽ sử dụng con Siri này, tôi sẽ biểu diễn cho các bạn xem nhé. Hey Siri. All right. Open Word. Now, open Microsoft Word. Đó, tức là tôi hoàn toàn có thể không cần phải thao tác, nó sẽ mở app cho tôi muốn. Hey Siri. Open Google Chrome. Open Google Chrome browser. Và nó hơi chậm một chút các bạn ạ. Không biết vì sao, chắc là do mạng. Hey Siri. What time is Ok, đó. Siri thì nó cũng có sẵn rất nhiều tính năng. Các bạn có thể sử dụng Siri hoặc Cortana để các bạn sử dụng. Thực ra đây cũng là những cái trợ lý ảo thông minh,
À, bây giờ là 16 giờ 18 phút giờ Hà Nội, các bạn có thể nhìn thấy. Và tôi làm cái video này chia sẻ với các bạn để các bạn hình dung ra là trên thị trường có rất nhiều những cái AI hay hấp dẫn, các bạn vọc thêm nhá. Và nếu các bạn cần hỗ trợ thì các bạn có thể liên hệ với tôi ở website, Facebook, email, YouTube và số điện thoại. Và tất cả những cái này tôi đều công khai, nên là các bạn cứ thoải mái liên hệ với tôi để được tư vấn và trợ giúp. Và một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn, và chúc các bạn trở thành một dân chơi không ngại AI, được chưa ạ? Ok, bye bye.